bạn thấy không, chỉ cần ủi một chiếc áo sơ mi thôi nhưng mà Tú phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà ngày hôm nay trong video này thì Tú sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để có thể ủi quần áo nhanh gọn hơn. Hãy cùng xem đó là gì nhé. Và đây là điều mà Tú muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đó chính là chiếc bàn ủi hơi nước đứng ở đây. Có lẽ nó còn khá là xa lạ với nhiều người, tuy nhiên thì lợi ích của nó đem lại không phải là ít. Hãy cùng xem đó là gì nhé. Và bây giờ thì Tú sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức hoạt động của chiếc bàn ủi này như thế nào. Về cơ chế hoạt động tương tự như bàn ủi hơi nước thông thường, nhưng hình dạng bàn ủi hơi nước đứng giống như vòi sen trong nhà tắm, có một thanh kim loại treo quần áo để bàn ủi có thể điều chỉnh được độ cao, có một bình chứa nước và một đầu ủi như thế này, cả hai được nối với nhau bằng ống dẫn hơi, nước trong bình sẽ được làm nóng và hơi nước sẽ xuất hiện và đi qua ống dẫn đi đến đầu ủi, khu vực phía trước đầu ủi sẽ tỏa ra hơi nước nóng để làm thẳng sợi vải. Lưu ý là khu vực phía trước đầu ủi rất nóng nên các bạn cẩn thận không nên để tay vào đây nhé. Và bây giờ thì Tú sẽ thử ủi chiếc áo sơ mi ở đây để cho các bạn xem. Điều đầu tiên mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra đó là Tú không cần đến chiếc bàn ủi ở kia hay là phải khom lưng, mà chỉ cần móc áo sơ mi lên như thế này, sau đó thì dùng đầu ủi đưa nhẹ lên trên áo là áo đã có thể thẳng. Áo có thể thẳng được là nhờ đầu ủi phun hơi nước, sức nóng tỏa ra từ hơi nước sẽ làm cho áo thẳng, nhờ đó mà tiết kiệm được thời gian và công sức của chị em, và đặc biệt là không phải tốn thêm chi phí mua bàn để ủi. Bàn ủi thông thường là dùng sức nóng của mặt đế kim loại tiếp xúc trực tiếp với vải để làm thẳng. Khi ủi thì phải lật qua lật lại để ủi những nếp nhăn cứng đầu, rất tốn thời gian. Điều này đôi khi sẽ gặp khó khăn với những loại vải quá dày như là rèm cửa hay là quá mỏng như là khăn voan, nếu không cẩn thận có thể gây cháy vải. Nhưng với bàn ủi hơi nước đứng, bạn chỉ cần treo quần áo lên và ủi, và nó có khả năng ủi thẳng mọi chất liệu quần áo, từ chất liệu dày như là nhung, kaki, zin cho tới chất liệu quần áo siêu mỏng như là lụa, voan lanh mà không làm cháy hay trầy xước về mặt vải, vì nó hoạt động nhờ sức nóng của hơi nước nên không tiếp xúc trực tiếp với vải. Vì vậy mà khi ủi đồ bằng bàn ủi hơi nước đứng thì sợi vải không bị bào mòn, chất liệu vải được bảo vệ tối ưu, nhờ đó kéo dài tuổi thọ và quần áo của các bạn sẽ luôn sáng và sạch đẹp như mới. Bàn ủi hơi nước đứng có chế độ tự động ngắt khi điện áp không ổn định, khi bình chứa không có nước hoặc là khi ủi trong thời gian quá dài, bàn ủi sẽ tự động ngắt trong 10 giây, giúp tăng tuổi thọ và độ bền cho sản phẩm. Ngoài ra, bàn ủi còn có bộ phận cảm biến nhiệt, khi phát hiện sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ sẽ tự động ngắt điện để tránh làm hư hỏng quần áo cũng như gây nguy hiểm cho người dùng. Sau khi sử dụng, bạn chờ cho bàn ủi nguội hẳn thì mở van xả nước, thường được thiết kế ở thân máy, tháo nước trong bình chứa để không cho nước đóng cặn. Sau đó bạn nên lấy bình chứa nước ra, dùng khăn mềm lau sạch ở phần tiếp xúc giữa bình chứa và thân máy, giúp làm sạch bàn ủi tốt hơn. Khi sử dụng bàn ủi nhiều, bạn nên vệ sinh thường xuyên, mỗi tháng một lần. Nếu bạn ít dùng thì khoảng 2 đến 3 tháng nên vệ sinh một lần để bảo quản và tăng độ bền cho bàn ủi. Bàn ủi hơi nước đứng sẽ giúp cho việc ủi đồ tưởng chừng như vất vả và chiếm nhiều thời gian sẽ trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn bao giờ hết. Đôi khi chị em cần ủi gấp một chiếc váy để đi làm, hay là các anh cần ủi nhanh một chiếc áo sơ mi để đi dự tiệc, thì chiếc bàn ủi này sẽ là vị cứu tinh trong những tình huống đó. Và khi mua hàng tại Điện Máy Xanh thì các bạn sẽ được bảo hành lên đến 2 năm và được một đổi một trong vòng 12 tháng đối với những sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Hy vọng là các bạn có thể hài lòng từ những tiện ích mà chiếc bàn ủi hơi nước đứng đem lại. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh bằng cách nhấp vào logo phía bên dưới. Điện Máy Xanh luôn mong muốn đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.